Theo kế hoạch về thực hiện dạy học môn lịch sử ở bậc trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo mới ban hành, lịch sử thành môn học bắt buộc đối với học sinh bậc trung học phổ thông, trong đó quy định thời lượng 52 tiết cho một năm học. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức hội thảo để lấy ý kiến các nhà khoa học, giáo viên về chương trình lịch sử ở cấp trung học phổ thông phần bắt buộc trước ngày 14 tháng 8. Bộ cũng yêu cầu các đơn vị liên quan tổ chức thẩm định phần nội dung lịch sử bắt buộc và biên soạn tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình, hoàn thành trước ngày 25 tháng 8. Các đơn vị sẽ tổ chức các đợt tập huấn nhằm hướng dẫn giáo viên, các trường về phần nội dung lịch sử bắt buộc mới, hoàn thành trước 20 tháng 9. Trước đó, nhiều ý kiến của cử tri cả nước không đồng tình với việc lịch sử là môn học tự chọn ở bậc trung học phổ thông từ năm học 2022-2023, theo kế hoạch mà Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng. Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội sau đó đã gửi ý kiến lên Thường vụ Quốc hội, đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp thu ý kiến cử tri quy định lịch sử là môn bắt buộc với học sinh cấp 3.